Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Hôm nay hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều phổ biến là nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong đêm nay và ngày mai. Cụ thể, đối với các địa phương trên đất liền thuộc khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long, phổ biến có gió nhẹ, trời còn rét nhưng nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm nay. Mức thấp nhất là 18 độ và cao nhất là 21 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời cơ bản cũng là âm u. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Tình trạng biển ổn định nhưng do có mưa nhỏ, mưa phùn nên tầm nhìn xa chỉ còn từ 4 đến 6 km. Vì vậy, tàu thuyền lưu thông cũng cần chú ý đảm bảo an toàn. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành Đông Bắc bộ trời vẫn nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ sông nền nhiệt độ tăng nhẹ, mức cao nhất dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc bộ ít mưa hơn, trưa chiều có nắng, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 25 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có mưa nhỏ tập trung vào sáng và đêm. Trưa chiều chuyển tạnh giáo với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ trời rét nhẹ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận lại có mưa rào gián đoạn. Nhiệt độ ở vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi dao động từ 23 đến 25 độ, còn ở khu vực Nam Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm ngày mai sẽ có mưa giải rác với lượng nhỏ tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ ở Tây Nguyên và dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, không khí lạnh suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai, hầu hết các vùng biển ngoài khơi và ven bờ, gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều chỉ có gió cấp 4, cấp 5, tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý là ở khu vực giữa và Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau vẫn có mưa và rông, khiến tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có tố lốc và gió giật mạnh, gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông hàng hải.